Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều trong thời gian qua đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh Giái Hơi hàng ngày của chúng tôi. Nếu như những thông tin trong video này là bổ ích đối với quý vị và các bạn thì hãy cho mình xin một like ở video này. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi cập nhật Giái Hơi hàng ngày. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin Giá hơi sáng ngày thứ bảy, ngày mùng 2 tháng 4 năm 2022. Quý vị và các bạn thân mến, theo nhận giá hơi trong ngày hôm nay không có xuống giảm nhưng thị trường khá ảm đạm và nhiều nơi chỉ xoay quanh trong khoảng 50 cho đến 54 000 đồng trên 1 kg. Cũng theo cục chăn nuôi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho hay, từ năm 2021 đến nay, giá thức ăn gia súc tăng rất nhiều lần, mỗi lần tăng từ 3 cho đến 5%. Và điều này ảnh hưởng rất lớn đến lợi nhuận của người chăn nuôi vì trong chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi chiếm từ 75 cho đến 80% giá thành. Theo ghi nhận trong buổi sáng ngày hôm nay, các tỉnh ở thị trường miền Bắc thuộc khu vực đồng bằng Bắc Bộ như là Hà Nội, Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định, Hải Dương hay là đối với Hà Nam giao quanh mức giá 50 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Theo nhận tại chợ đầu mối gia súc gia cầm tỉnh Hà Nam, đây là chợ đầu mối lớn nhất ở khu vực miền Bắc có mức giá đối với heo siêu ba máu loại 1 53 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Thậm chí một số địa phương ở khu vực Trung Du và miền núi trong ngày hôm nay có mức giá thấp hơn, nhiều nơi đã xuống dưới 50.000 đồng, giao động trong khoảng 48 cho đến 53.000 đồng. Và mức giá này phần lớn rơi vào các địa phương như là Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thái Nguyên và tỉnh Bắc Giang. Tuyên Quang trong ngày hôm nay, thậm chí nhiều nơi còn báo giá thấp hơn, dao động trong khoảng 46 cho đến 50 000 đồng trên 1 kg. Các tỉnh ở khu vực vùng cao trong ngày hôm nay, nhiều nơi vẫn có mức giá thấp 48 cho đến 50 000 đồng, đặc biệt thao nhận ở tỉnh Hòa Bình, Sơn La và nhiều nơi ở tỉnh Lào Cai. Tuy nhiên, sự chênh lệch giá ở tỉnh Lào Cai là khá lớn. Có những huyện có mức giá 52 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Tuy nhiên, cũng có những nơi có mức giá dưới 50.000 đồng. Tại các tỉnh ở khu vực miền Trung như Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, giao động trong khoảng 48 cho đến 53.000 đồng. Một số địa phương thuộc Thanh Hóa vẫn có mức giá 54.000 đồng trên 1 kg, nhưng không nhiều mà chỉ rơi vào những đàn heo đẹp ở các trang trại còn heo dân hầu như không có mức giá này. Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế thì thấp hơn khoảng từ 2 cho đến 3 giá. Ngay như các tỉnh ở khu Nam Trung Bộ trong ngày hôm nay cũng có mức giá bình quân 48 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Số ít một số địa phương ở Quảng Nam và Đà Nẵng xuất hiện mức giá 54.000 đồng nhưng không nhiều. Trong khi đó, các tỉnh ở khu Tây Nguyên vẫn đang duy trì trong khoảng 48 cho đến 51.000 đồng trên 1 kg mức giá 52.000 đồng chỉ xuất hiện ở một số địa phương thuộc tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Lắc Lắc. Trong khi đó, tại thị trường miền Nam, giá hơi vẫn do quanh trong khoảng 50 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg là phổ biến. Nhiều tỉnh vẫn có mức giá cao hơn 54 cho đến 55.000 đồng, nhưng chủ yếu xuất hiện cục bộ ở một số trang trại có đàn heo đẹp, đặc biệt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và Bà Rịa Vũng Tàu và một số địa phương ở thị trường miền Tây Nam Bộ như là Bến Tre, Sóc Trăng và tỉnh Hậu Giang. Còn các địa phương khác có mức giá thấp hơn, thậm chí nhiều nơi chỉ báo giá xa quanh 50 cho đến 51.000 đồng trên 1 kg cả ở thị trường miền Tây và miền Đông Nam Bộ. Đặc biệt, theo ghi nhận tại tỉnh Long An, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Thanh Tuyển thông tin. Trước tình hình dịch bệnh tả lợn châu Phi tái phát trở lại, Sở phối hợp với chính quyền địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống các ổ dịch cũng như là liên tục giả soát tình hình diễn biến của sự bệnh để kịp thời phát hiện, xử lý, khống chế dịch lây lan trên diện rộng cũng như là lây lan sang các tỉnh khác. Bên cạnh đó, Sở cũng yêu cầu các đơn vị liên quan tiêu độc, khử trùng, quản lý đàn heo nuôi, tránh tình trạng vận chuyển, mua bán heo qua lại trên địa bàn xã có dịch. Còn cụ thể hơn, theo nhận giá hơi trong ngày hôm nay, ở các địa phương trên phạm vi cả nước được cập nhật như sau. Trước hết đó là đối với các tỉnh ở thị trường miền Bắc trong ngày hôm nay, Hà Nội dao động trong khoảng 50 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. mức giá 54.000 đồng chỉ xuất hiện ở một số địa phương như là ở Mỹ Đức của thành phố Hà Nội và Đan Phượng. Các nơi khác thì thường có mức giá thấp hơn trên địa bàn thành phố Hà Nội. Hưng Yên trong ngày hôm nay cũng phổ biến trong khoảng 50 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Thái Bình 51 cho đến 54 000 đồng. Hải Dương trong ngày hôm nay chỉ còn mức giá 50 cho đến 53 000 đồng trên 1 kg. Nhiều hộ chăn nuôi báo giá ở huyện Ninh Giang của tỉnh Hải Dương cao nhất trong ngày hôm nay dao động phổ biến 52 cho đến 53 000 đồng. Hà Nam dao động trong khoảng 50 cho đến 54 000 đồng trên 1 kg. Quảng Ninh có mức giá nhỉnh hơn 51 cho đến 54 000 đồng. Hải Phòng trong ngày hôm nay có mức giá bình quân 52 cho đến 54 000 đồng trong khi đó Nam Định và tỉnh Ninh Bình giao động mức giá 51 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Hòa Bình trong ngày hôm nay nhiều nơi chỉ báo giá giao quanh 49 cho đến 52.000 đồng. Trong khi đó theo ghi nhận hôm nay, Vĩnh Phúc và Phú Thọ giao động trong khoảng 48 cho đến 52.000 đồng. Thái Nguyên 48 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Nhiều hộ chăn nuôi báo giá cuộc đại từ của tỉnh Thái Nguyên trong ngày hôm nay phổ biến trong khoảng 51 cho đến 52.000 đồng. Bắc Giang trong ngày hôm nay giao động 48 cho đến 52.000 đồng. Một số hộ chăn nuôi báo giá khu lục nam của tỉnh Bắc Giang giao động 52.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, đối với tỉnh Tuyên Quang, phổ biến mức giá 47 cho đến 52.000 đồng. Lạng Sơn 48 cho đến 52.000 đồng trên 1 kg. Nhiều nơi báo giá khu cao lộc của tỉnh Lạng Sơn trong ngày hôm nay có mức giá trên dưới 50.000 đồng. Cao Bằng, ở huyện Trung Khánh giao động 48 cho đến 52.000 đồng trên 1 kg. Yên Bái 47 cho đến 52.000 đồng, trong khi đó Lào Cai vẫn duy trì mức giá cao 50 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Lai Châu phổ biến mức giá 50 cho đến 53.000 đồng. Đối với tỉnh Điện Biên trong ngày hôm nay, heo móng cái, lông trắng phổ biến mức giá 50 cho đến 52.000 đồng trên 1 kg. Sơn La 48 cho đến 53.000 đồng. Trong khi đó, phần lớn các tỉnh ở khu miền Trung trong ngày hôm nay vẫn tiếp tục có xu hướng đi ngang. Cụ thể, theo ghi nhận tại tỉnh Thanh Hóa có mức giá 49 cho đến 54.000 đồng. Nghệ An phối mức giá 48 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Nhiều nơi báo giá cục diễn châu của tỉnh Nghệ An trong ngày hôm nay có mức giá bình quân 49 cho đến 51.000 đồng. Hà Tĩnh phối mức giá 49 cho đến 52.000 đồng trên 1 kg. Quảng Bình Quảng Trị và Thừa Thiên Huế trong ngày hôm nay phổ biến do quanh mức giá 49 cho đến 53.000 đồng. Các tỉnh ở thị trường miền Nam Trung Bộ như Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi đang dao động trong khoảng 50 cho đến 54.000 đồng. Đặc biệt, theo ghi nhận ở huyện Tiên Phước của tỉnh Quảng Nam trong ngày hôm nay, dao động 52 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Các địa phương khác thì thường có mức giá thấp hơn. Bình Định 48 cho đến 52.000 đồng Phú Yên dao động 50 cho đến 52.000 đồng trên 1 kg. Khánh Hòa 50 cho đến 52.000 đồng. Các địa phương như Ninh Thuận và Bình Thuận trong ngày hôm nay cũng chỉ phổ biến trong khoảng 51 cho đến 52.000 đồng trên 1 kg. Một số địa phương ở khu Tây Nguyên trong ngày hôm nay cũng có mức giá khá thấp, riêng chỉ có hai địa phương Đắk Lắc và tỉnh Lâm Đồng là vẫn duy trì trong khoảng 50 cho đến 53.000 đồng thậm chí nhiều địa phương trong ngày hôm nay báo giá 48 cho đến 49.000 đồng trên 1 kg như Gia Lai trong ngày hôm nay phối mức giá 48 cho đến 52.000 đồng. Còn Tùm 50 cho đến 51.000 đồng trên 1 kg. Đắk Nông trong ngày hôm nay cũng có mức giá khá thấp, giao động trong khoảng 49 cho đến 51.000 đồng. Như vậy có thể thấy rằng từ cuối tháng 2 cho đến nay, giá lợn hơi xuất chuồng có xu hướng giảm dần. Đầu tháng 3, nhiều nơi vẫn có mức giá 53 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg nhưng bắt đầu sang giữa tháng 3 còn có 50 cho đến 53.000 đồng. Và hiện nay nhiều nơi đã xuống dưới 50.000 đồng trên 1 kg, đặc biệt là đối với một số địa phương ở khu miền Trung. Theo anh Cao Thanh Hoàn ở xã Quỳnh Tam của huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An cho hay, gia đình anh có đàn lợn nuôi 120 con. Tái đàn sau Tết, anh tích cực chăm sóc đàn lợn, hy vọng giá lợn hơi sẽ tăng, mong có thể kéo lại vốn sau thời gian dài thua lỗ. Anh Hoàng cho biết, trong số hơn 100 con lợn thương phẩm đang nuôi thì có khoảng 40 con chuẩn bị xuất chuồng với trọng lượng 100 kg trên một con. Số lợn còn lại sẽ bán trong khoảng 30 cho đến 40 ngày tới. Thời điểm này giá lợn hơi chỉ ở khoảng 47 cho đến 49 000 đồng nên lứa lợn sắp bán tới được xem như là không có lãi và thậm chí thua lỗ. Nghịch lý giá lợn hơi giảm mạnh như giá thịt tại các chợ dân sinh và các cửa hàng, siêu thị vẫn đang neo ở mức cao. Cụ thể, thời điểm giá lợn hơi ở mức 73 cho đến 75.000 đồng trên 1 kg, thì giá thì bán lẻ tại các chợ truyền thống vẫn đang dao động trong khoảng 110 cho đến 150.000 đồng trên 1 kg. Nhưng khi giá lợn hơi quay đầu giảm, lao dốc chỉ còn 47 cho đến 50.000 đồng trên 1 kg, thì tại chợ, siêu thị, giá thịt chỉ giảm nhẹ và thậm chí nhiều nơi còn không có sự thay đổi các tỉnh ở thị trường miền Nam trong ngày hôm nay, riêng chỉ có tỉnh Hậu Giang là có xu hướng tăng lên mức 53 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Các địa phương khác vẫn đang đi ngang. Tuy nhiên, nhiều hộ chăn nuôi ở tỉnh Bến Tre cho hay, trong ngày hôm qua, công ty cổ phần chăn nuôi CP ở khu vực miền Nam thông báo giảm thêm 1.000 đồng trên 1 kg giá heo xuất chuồng. Chính vì vậy mà trong những ngày tới, rất có thể thị trường miền Nam giá cả sẽ có sự biến động. Trong ngày hôm nay ở tỉnh Bến Tre cũng chỉ phổ biến trong khoảng 50 cho đến 54 000 đồng trên 1 kg. Trà Vinh dao động 52 cho đến 53 000 đồng. Bạc Liêu trong ngày hôm nay có mức giá 51 cho đến 54 000 đồng trên 1 kg. Sóc Trăng phổ biến mức giá 52 cho đến 54 000 đồng. Vĩnh Long, An Giang và Cần Thơ phổ biến trong khoảng 51 cho đến 54 000 đồng. Trong khi đó Kiên Giang dao động 52 cho đến 53 000 đồng. Đồng Tháp và Cà Mau trong ngày hôm nay phổ biến dao quanh mức giá 50 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Long An dao động 53.000 đồng, trong khi đó các tỉnh ở thị trường miền Đông Nam Bộ như Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh phổ biến mức giá 50 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Bình Dương, Bình Phước và tỉnh Tây Ninh dao động 50 cho đến 52.000 đồng. Bà Rịa Vũng Tàu 51 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Và đó cũng là những thông tin cuối cùng trong bản tin giái hơi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của chúng tôi.